À, xin chào các bạn, hôm nay mình à, ra mình à, vớt một ít ốc à, bù vàng cho con vịt nó ăn thì mình à, phát hiện ra à, có một con thôi, mới phát hiện có một con nó bị mòn vỏ thì cũng nhân đây cũng à, làm clip chia sẻ với anh em à, để anh em, à, có nhiều anh em không biết cái nó mòn vỏ nhìn nó như thế nào Đó, thì tiện đây mình bắt mình sẽ chia sẻ với anh em cái hiện tượng con ốc bù vàng nó mòn vỏ thì như bữa trước giờ mình cũng có chia sẻ là nếu mà anh em mà có chăn nuôi thì anh em nên tận dụng cái nguồn ốc bu vàng tức là tận dụng những cái điều kiện tự nhiên mà anh em có mương vũng, thậm chí anh em có thể nuôi trên bạc nữa để anh em nuôi anh em, anh em nuôi con ốc bu vàng thì nó sẽ là một cái nguồn thức ăn mà rất là, là dồi dào rất là dễ nuôi mà mình không cần phải tốn thức ăn để mình nuôi nó thì uh, giống những cái clip trước mình cũng có chia sẻ rồi á, con ốc bu vàng thì nó ăn bất chấp nó ăn tất cả những cái thứ gì mà um, uh, rau cỏ nói chung là rau thì mình bỏ qua đi cỏ rạ ở trên vườn là anh em quăng xuống là nó ăn bất chấp thì ở đây mình sẽ không cho ăn cỏ hay là bất cứ những cái thứ gì khác ngoài cái lục bình ra thì ở đây mình nuôi mà giống như là không nuôi vậy đó đó, mình chỉ có cho nó ăn lục bình thôi cho nó phát triển tự nhiên trong một cái vũng lục bình thôi thì chỗ này nó bu lại anh em nhìn nè đó sở dĩ nó nó bu lại cái góc này á tại vì mình cho con cá nó ăn á thì nó sẽ ngửi thấy cái mùi nó sẽ đánh hơi được cái mùi của con à, cái của, của, thức ăn à, thức ăn ít á thức ăn ít thức ăn cá đó thì anh em thấy nó bu lại cái cái quanh cái dèo ít của mình rất là nhiều mà cái này là mình à, gần như là nói là hoàn toàn là không có nuôi chứ không phải giống như bữa trước ở dưới kia là mình nuôi rất là nhiều. Còn à, lên cái này á, thì mình cũng cũng gọi là, gọi là chưa nuôi nói chính xác gọi là chưa nuôi á. Mình mới để cho nó tự nhiên thôi chứ mình chưa ấy. Thì à, nó tập trung ở cái khúc này còn cái khúc dưới á, là con vịt nó nó hay xuống nó nó ăn cho nên là nó độc á. Cho nên nó gom lên trên này. Trên này thì gần nhà thì vịt nó không lên nó ăn. Nhưng thì nó gom lại à quên nữa chia sẻ cho anh em cái cái mòn vỏ đây để nó lấy nét đó khi anh em thấy cái vỏ nó bị nứt nứt nè à, cái vỏ này nó nứt nứt ra nè con này là mới bị nhưng là bị nhẹ nhẹ thôi chứ cũng không có chưa có nặng lắm thì một là cái vỏ nó sẽ nứt ra như vậy và nó nứt nếu mà con nào bị nặng là nó sẽ nứt tới cái phần thịt luôn thứ hai nữa là ở cái cái đít của nó lít của nó thì anh em nhìn nó thì có thể là khó nhìn nhưng mà anh em à, sờ sờ vào đó, thấy nó nhám 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 là những con này là hiện tượng mòn vỏ, con này là con ốc đực, con ốc đực đó thì nó cái 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 cái, cái nắp của nó cái này gọi là cái gì ta cái mày hả cái mày ốc hả ha? hay là cái nắp của nó nó sẽ bị nó nó sẽ gồ 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 lên còn con ốc cái thì nó sẽ lõm xuống con này con đực nó hiện tượng mòn vỏ nhìn rất là rõ hôm bữa có mấy anh bạn ở nha trang vô mà mình mình kêu để mình, mình bắt con ốc mòn bọ để mình chỉ cho anh em coi mà mà quên luôn chưa bắt được luôn đó thì hiện tượng nó mòn bọ như vậy thì cái hiện tượng này á, là mấy anh em mà nuôi ốc bu, uh, bu đen á, anh em rất là sợ còn mình nuôi ốc bu vàng nó cũng bị chứ không phải là không bị nhưng mà uh, do mình xử lý môi trường thôi cái này thì mình sẽ tạc vi sinh xuống tiếp bữa nay là chắc cũng cỡ tuần hơn tuần rồi mình chưa tạc vi sinh trong khi cái điều kiện nuôi của mình ở đây ấy, thì nó nó khá là ô nhiễm tại vì mình à, à, mình cho con ít nó ăn rất là nhiều à, hai nữa là cái à, cá cá cũng ăn rất là nhiều hai ba nữa là con ốc bu vàng này, này nó ăn cái lục bình nữa, nó cũng phải phân ra nhiều lắm à, nó bu đông đặc luôn nè đó thì mình khi mình à, mình nó ăn cái lục bình này anh em nhìn cái một cái cọng lục bình mà nó bu mình mình lấy lên thì nó rớt xuống rồi nó ăn sạch sẽ luôn rễ nó ăn xong rồi bắt đầu lục bình nó chìm xuống thì nó sẽ ăn luôn cả những cái cái cuốn này cộng là cộng lục bình này nói chung là nó ăn ăn sạch sẽ luôn chứ nó không chừa một cái gì hết đó mình hớt lên chỗ chỗ này là không phải là dàn dựng gì đâu nha mình hớt lên một cái là nó cả đống nè đó thì mình ra mình bắt thì mình chỉ cái việc lấy cái vợt mình hớt lên thôi cho nên là một tiếng thì mình có thể vớt được rất là nhiều, mà nó nó sướng một cái á, là mình không cần phải nuôi nấng gì hết để mình lấy cây lục bình nó đang còn bu lên lên cho anh em xem, nè, coi nó bu nè, ốc nhỏ ốc to gì nó bu, thì những con ốc con đó, là nó sẽ rất khó để mà nó ăn được cái cọng lục bình này, tại vì cái cái lớp ngoài của cọng lục bình đó, nó cũng hơi dai hơi cứng nhưng mà khi mà mà con ốc lớn á, nó ăn rồi cái cái lục bình nó có vết rồi là có mấy ốc con là nó bu vô nó ăn mấy cái vết nó ăn theo gọi là ăn theo thì nó rất là dễ ăn đây nè nó ăn cái cọng lục bình lụng lỗ này Đó, ở đây nó cũng rất là nhiều thì quanh 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 ở cái 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 mé cái mé dèo này nè thì mình sẽ thu chứ ví dụ như bây giờ mình À, mình lựa những con ốc to này hoặc là mình hốt đại lên cỡ cỡ như vậy mình lựa mình hốt đại lên mình cho con con vịt nó ăn thì ngày mai mình có thể là mình bắt tiếp được thì quanh dèo này nó cũng không nhiều quanh quanh đây thì tầm khoảng 5-7 kg nếu mỗi, mỗi lần mình thu xung quanh xung quanh cái dèo này hết luôn ở dưới kia nữa thì nó cũng chỉ được khoảng 5-7 kg thôi nhưng mà hầu như là ngày nào mình cũng thu cũng được chứ không gì còn ở bên ngoài á thì nó sẽ nó cũng có nhưng mà nó nó ít hơn để mình ra cái cầu mình bắt ở ngoài cho anh em coi cầu này thì ghê quá không biết gãy không nó thì ở ngoài nó cũng có chứ không phải không nhưng mà nó nó sẽ ít hơn tại vì nó thu hút bởi bởi cái mùi của cái 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 thức ăn ít nắng quá mình đây để mình nhấc lên nè đó em thấy ốc nó bu nè nhìn nhìn qua cam á, thì nó cũng không có rõ lắm tại vì cam cũng hơi cùi nhưng mà nhìn ngoài thì anh em mới thấy nó rất là nhiều đó. một một cái cây lục bình như vậy nó bu cả mấy chục con vậy đó cái này cũng có nè bên này nè mình động rồi á, thì nó sẽ bị ấy xuống nó 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 sẽ buông nó buông nó chìm xuống nó thì nó cái lục bình của mình thì nó cũng khá nhiều tại vì ở đây nếu như mình nuôi theo cái kiểu mà à, mình nuôi giống như hồi xưa thì lục bình này nó ăn sẽ không còn một một cọng luôn nó tuy nhiên là mình kiểm soát cái số lượng mình bắt mình tỉa rất là nhiều và nó mình cũng không có cho đẻ và hình như cái mùa này ở con ốc bù vàng nó cũng ít đẻ hơn á thì mình sẽ không cho nó nó đẻ gọi, gọi là không 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 có đẻ nhiều con con ốc lớn thì nó đẻ tự nhiên ở trên lục bình thì nó rớt xuống thôi chứ còn lục bình nếu mà nó thưa thưa anh em nuôi thưa nó đẻ trên lục bình là nó ăn cái lục bình xong là nó nó mất cân đối mất thăng bằng là nó chìm xuống ốc nó ăn luôn Đó, thì đây là một cái nguồn nói chung là nếu mà mà giá ốc vàng á mà nó năm sáu ngàn á, thì anh em nuôi cũng được Đó, tại vì được một cái là anh em không cần phải mất chi phí gì để anh em cho nó ăn hết còn nếu mà anh em muốn À, kinh tế cao hơn chút xíu nhưng mà anh em phải dùng vi sinh nha vi sinh thì mình cũng có nhiều clip chia sẻ về vi sinh rồi anh em nào quan tâm thì anh em vô coi lại cái vi sinh đó à, con ốc mà không biết là nó bị đường ruột thì 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 nó nguyên do nó làm sao nhưng mà chủ yếu là nếu mà nó chết hàng loạt đó thì là nó bị mòn bỏ thì nó sẽ chết rất là nhiều Hồi trước mình đã bị tình trạng đó rồi à, thì chết rất là nhiều nó à, à đó mình đây mình chia sẻ cho anh em cái nhân tiện nói về ốc thì chia sẻ luôn mình cũng đang thử nghiệm về cái con ốc bu đen thì cái dũng này mình cũng thả có mấy ký thôi chứ không nhiều dũng này là mình chứa nước ngọt mà nó cũng bị gọi là bị 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 xì á bị lụng bị xì như sao á thì mình để những cái thùng này mình thấy khi mà mang trứng lên ấp đó, mình thì cũng làm biến lắm cho nên là mình mang trứng lên mình ấp thì nó nó cũng không 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 đạt lắm trứng nó cũng bị hao hụt rất là nhiều cho nên là giờ mình sẽ để nó đẻ tự nhiên luôn anh em nhìn thấy nó ở dưới cái góc này nè ở góc thùng nè mình mình sẽ làm những cái ổ đẻ tự nhiên cho nó thôi nghiên cứu lại rồi nó nó đang đẻ nè giờ ban ngày mà vẫn đang đẻ nè nó thì nó sẽ đẻ ở cái góc thùng đó rồi dưới này anh em thấy là có một ổ nữa nè hai ổ nữa nè cũng mà mờ, mờ cũng không không rõ lắm nó có hai ổ đây trên trên cái cái thùng này thì nó có ba ổ thôi chứ không nhiều thứ nhất là mình nuôi ít thứ hai là cũng mới cho nên là cũng không nhiều còn cái thức ăn thì mình bỏ cái vỏ mít ở đây để mình dụ con rồi nó ăn hết trơn rồi nè hôm qua cắt nửa cái trái mít thúi đó, xong rồi úp ở đây để mình dụ con con ốc nó tập trung lại cái chỗ này nó ăn rồi nó leo lên cái thành này nó đẻ luôn đó, thì bỏ đây còn cái thức ăn thì nó 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 cũng hoàn toàn miễn phí luôn anh em thấy ở trên trên bờ trên xung quanh bờ mình mình bỏ trồng thì cũng vài trồng nhưng mà nó có những cái cây cây cỏ cỏ chai nè đó thì mình sẽ bỏ những mình rảnh rảnh chiều tối hoặc là lúc nào đó mất mát rồi mình ra mình sẽ bước quanh bờ vậy thôi nó rất là nhiều thì mình sẽ quăng cái cái cỏ chai xuống cho ốc nó ăn thôi chứ còn mình khỏi phải đi kiếm nguồn thức ăn ở đâu hết chứ nhiều anh em thấy mình thấy nhiều anh em là 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 phải nuôi con ốc bù vàng phải đi kiếm thức ăn này kia nó cũng cực thì cứ làm theo kiểu này á, thì cũng không phải đi kiếm đây hôm bữa mình chưa có lót bạc là mình đã mình trồng một mớ cái cỏ chai ở xung quanh cái bạc trong cái lúc mà mình lót lên nó mình nó bị đè mất đây cỏ chai không này nè nó xanh nó nha. xanh non luôn á nè đó thì cái này thì anh em mà nuôi nhiều thì anh em trồng quanh quanh bờ rồi nó nó lên nó đẻ ở trên này cũng được hôm bữa là mình tính là mình trồng cái này xung quanh bờ xong bắt đầu cho nó rụ xuống thì khi mà nước lên xuống á thì ốc nó sẽ bu nó, nó nó, sẽ đu theo nó lên nó ăn rồi nó đẻ luôn mà trên này thì mình sẽ để nó đẻ tự nhiên nhưng mà bị cái là nước mặn cho nên là không làm kiểu đó được nên phải chấp nhận lót cái bạc này thôi à, hết đợt nước mặn này thì mình sẽ coi mình nuôi mình nuôi theo cách tự nhiên lại nè cái còi chai thì mình nó nó bị chết mình ấy bạc cho nó nóng nó bị chết rồi để mình kéo cái ổ ổ đẻ tự nhiên của con ốc vô cho anh em coi thì cái ổ đẻ tự nhiên này á, thì cũng không cần phải làm gì cho nó cầu kỳ phức tạp hết mình chỉ cần lấy lục bình mình à bỏ lên cho nó 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 héo héo xong rồi bắt đầu là nó mình quăng một cục vậy xuống thì nó sẽ nó cây này nó nằm trồng lên cây kia thì nó sẽ tạo ra những cái cái khe ốc nó sẽ vô trong này nó đẻ nè cái này mình phát hiện mấy bữa trước rồi mình quay cho anh em xem chứ không phải là mới thấy đâu đây, yeah. đây. anh em coi nó từ nha lôi từ từ sợ để nó rớt nè cái ổ đẻ cái ổ trứng của nó này đó thấy không khi vợ khi mà nó cái ổ trứng nó nằm mấp mí nước về đó, thì mình cũng không cần phải tưới không phải giữ ẩm gì, giữ ở dưới gì hết xiên xiên thì tưới thì cũng được không tưởng được kẻ nằm sát nước tại cái môi trường tự nhiên của nó vậy thì mình nghĩ là nó cũng đủ độ ẩm để nó nở mà mấy cái mấy cái ổ trứng ngoài tự nhiên á thậm chí mình nghĩ nó nở còn tỷ lệ nợ của nó còn cao hơn là mình làm nhân tạo nữa nên thôi mình đẻ luôn chứ mình không có, có có đưa trứng vô cái thùng mình ấp làm gì hết nhưng mà mình sẽ mình sẽ xử lý mình tức là mình sẽ làm cái thùng này theo cái kiểu mà cho con ốc bu hoàng á à, con, con con ốc bu đen nó nó dễ lên nó đẻ trong cái cái đáy thùng giống như nãy mình quay á có lẽ là mình sẽ làm theo cách đó che nắng che, che mưa đồ luôn chứ còn lục bình thì nhiều khi cái con 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 nhái xanh đó con nhái xanh là trong nhái xanh hay nhiều anh em gọi là con nhái cỏ thì nó nó ăn rất là dữ nó sẽ ăn cái trứng con ốc ở đây thì mình cái vũng mà cái vũng bên ngoài tự nhiên nè cùng là một cái vũng cùng cùng là một cái môi trường mà không không nuôi trong khi ở bên cái vũng cái vũng bên bên vũng bạc đó thì <laughs> mình có điện thoại. Nó thì cái vũng bạc đó thì nó, nó 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 sinh sôi rất là nhiều, trong khi cái vũng ngoài tự nhiên này nó có nhiều thức ăn hơn. Anh em thấy cái đây là cái bèo tấm nó nhỏ nhỏ nè. Đó, cái bèo tấm này thì con ốc nó rất là mê. lẽ ra là à, có cái bèo tấm này á, thì con ốc bu vàng nó đẻ rồi nó phát triển ở dưới này sẽ nhiều hơn tuy nhiên ở ngoài này nó gặp mà mấy cái tình trạng thứ nhất là chuột à, thứ hai là cá thì cá ở đây nó còn ít hơn cá ở trong cái bạc của mình nữa à, thứ nhất là con chuột à, thứ hai là con con nhái con nhái xanh mà nhái cỏ gì á nó hay bu ở trên cây cây lục bình đó, thì nó nó ăn rất là nhiều cho nên là ở đây nó nó ít thì mình cũng cứ để tự nhiên như vậy thôi kệ nó còn nếu mà nó Uh, sau này mà mình không xử lý được chuột uh, nhái thì mình sẽ tìm cách mình uh, mình uh, tận thu mấy cái trứng ở ngoài đây rồi mình bỏ vô trong kia cho nó nở trong cái vụ bạc. chứ cái này là vô phương rồi. không lẽ bây giờ lấy lưới lưới bít lại thì cũng không cần thiết. cho nên thôi bỏ luôn. rồi chia sẻ với anh em vậy. bye bye anh em. hẹn gặp lại anh em ở clip sau.